Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của huyện ủy, ủy ban dân huyện, đến hết tháng 7 năm 2024, huyện Đơn Dương thu ngân sách nhà nước trên 141,2 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán năm. Trong đó, thu thuế phí trên 88 tỷ đồng, đạt gần 61%. Các khoản thu từ đất nhà 30,5 tỷ đồng, đạt 86%. Thu khác ngân sách trên 22,3 tỷ đồng, đạt gần 86%. Tổng thu ngân sách địa phương trên 520,3 tỷ đồng, đạt 52% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương trên 402 tỷ đồng, đạt gần 47%. Trong đó, chi thường xuyên là 274,3 tỷ đồng, đạt 47,5%. Chi xây dựng cơ bản trên 68,2 tỷ đồng, đạt 52%. Từ nay đến cuối năm 2024, huyện Đơn Dương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các xã, thị trấn, chi cục thuế khu vực và các phòng ban liên quan tập trung mọi biện pháp để thu ngân sách hoàn thành 100% dự toán vào cuối năm, nhằm đảm bảo chi ngân sách để đầu tư xây dựng và phát triển địa phương. Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương cũng đã chỉ đạo các địa phương, chi cục thuế khu vực thực hiện kịp thời các chính sách về miễn giảm giãn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, giúp người nộp thuế giảm bớt khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp ngày càng hiệu quả đối với ngân sách nhà nước.